Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Nhan Thái Auto. Trước màn hình, em đang gửi tới mọi người hình ảnh sản phẩm của lốc điều hòa Kia Forte và Kia Sorento 2006 đến 2014. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Dowon chuyên sản xuất linh phụ kiện phụ tùng ô tô, một công ty con của Hyundai Motor. Sản phẩm hỗ trợ anh em trong quá trình vận hành hệ thống điều hòa, đây có thể coi như một trái tim của hệ thống điều hòa, giúp anh em làm mát, thoải mái khi bước vào trong xe. Lốc được sản xuất với những nguyên vật liệu chính từ nhôm đúc nguyên khối và bộ piston bên trong vận hành lốc, van điều khiển áp suất lốc bằng van cơ phía đuôi lốc. Phía trên đầu lốc đó là bộ ly hợp từ đóng mở giúp lốc hoạt động đều và bảo vệ lốc. Sau khi giới thiệu anh em tổng quan, em xin mời anh em sẽ cùng tìm hiểu cấu tạo của nó. Lốc là dạng lốc chân xuyên có 4 chân bắt lốc và lốc máy. Hai mặt bích dẫn ga và hồi ga như anh em hay thường gọi là bích cao và bích hạ. Phía trên của mặt bích đó có một ốc xả dầu khi cần xả bỏ hoặc bổ sung. Úp ngược lốc xuống chúng ta sẽ nhìn thấy mã số dập và van điều khiển áp suất lốc bằng van cơ. Nó được bảo vệ bằng một phanh cài phía ngoài giữ cho van chặt không bị rơi. Phía trên đầu lốc là bộ ly hợp từ hay còn có tên gọi khác là bộ đầu lốc. Lai dây cura truyền tải giúp anh em khi bật AC tức bật điều hòa, động cơ, chuyển động. Dây cura chạy truyền dẫn giúp lốc lạnh làm việc. Phía đuôi lốc anh em có thể nhìn thấy tem, mã số lốc và định lượng dầu ga khi lắp đặt và vận hành. Với việc sử dụng sản phẩm của hãng Dowon giúp anh em tiết kiệm chi phí, mang đến cho anh em độ bền cũng như độ lạnh đạt chuẩn. Xét về mặt thực tế thì không thể nào bằng sản phẩm chính hãng được. Tuy nhiên với chi phí tiết kiệm và sản phẩm tốt, em nghĩ sản phẩm này khá là ok. Cảm ơn anh em đã cùng xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm thì có thể liên hệ Zalo Viber với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. Số liên hệ là 0856727222. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.